Vâng ạ, hiện tại thì cơn bão số 9 với cường độ rất mạnh đang hướng về miền Trung nước ta. Cảnh báo là từ chiều tối và đêm nay thì bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực đất liền miền Trung. Vùng gió mạnh sẽ trải dài từ Thừa Thiên Huế tới Bắc Khánh Hòa và nguy hiểm nhất là từ Đà Nẵng tới Bình Định. Gió sẽ là mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Thời gian gió mạnh sẽ kéo dài đến chiều tối ngày mai và đáng chú ý là ngay cả các tỉnh như là tại Gia Lai hay là Kon Tum cũng cần phải đề phòng khi mà bão đi qua với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Cùng với đó là mưa lớn từ chiều tối nay tới ngày thứ năm. Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ có lượng mưa rất lớn là từ 100 tới 400 mm. Với khu vực Nghệ An, Quảng Trị kết hợp với không khí lạnh, mưa dài hơn từ ngày mai tới ngày thứ bảy và trọng tâm mưa sẽ là Nam Nghệ An, Hà Tĩnh với lượng mưa lên tới từ 500 tới 700 mm. Mưa lớn như vậy khả năng sẽ tạo ra một đợt lũ vừa đến lớn trên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum. Đỉnh lũ là từ báo động 2 đến báo động 3 và có nơi thì còn vượt trên báo động 3. Ngập lụt diện rộng sẽ quay trở lại, sạt lở đất lũ quét dễ xảy ra trên vùng núi. Rất nhiều những rủi ro thiên tai có thể xảy ra. Và để hạn chế thấp nhất mọi thiệt hại thì ngay trong ngày hôm nay, bà con cần phải khẩn trương thực hiện những khuyến cáo sau. Gia cố chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, tranh thủ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp, dự trữ nước uống cũng như là lương thực, thực phẩm, thuốc men đủ dùng trong ít nhất là khoảng một tuần, thường xuyên theo dõi thông tin bão, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Và thông tin về bão số 9 chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo cũng như là trên trang fanpage Dự báo Thời tiết VTV. Và đó là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay.